Rồi, kênh Săn Bắt Miền Quê chào các bạn nha. Nay mình tiếp tục đi bẫy bìm bịp thôi các bạn ơi. Đẩy ít thôi, hôm nay mình đặt bẫy cũng có một cái. Coi có dính được con nào đem về nuôi tiếp bạn. Mình làm một cái chuồng để nuôi bìm bịp lớn lắm, bữa nào quay cho các bạn xem. Giờ mình thấy địa điểm này im lắm rồi. Giờ mình quyết định gài bên đây thôi. Chỗ này các bạn thấy nó có lý chỗ này. Có phân bìm bịp nó ị đây nè. Đó, chứng tỏ là chỗ này có bìm bịp nha. Rồi giờ mình quyết định gài cái bẫy đây thôi các bạn ơi. Giờ mình gài thôi. Bạn nào mà mới lần đầu tiên gài bẫy này cẩn thận nhé nha. Gài chỉ bạn cách gài luôn nè. Đó, bật lên nè các bạn. Mồi của con bìm bịp thì nó khoái nhất là mồi của cái con ốc bươu vàng nha các bạn. À, giờ mình gài xong cái kiếm con ốc bươu vàng bỏ vô đây. Như bạn nào mà lần đầu tiên gài nên cẩn thận nha, cái cò này nó mạnh lắm nha các bạn. À, rồi xong. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip đi săn bắt tiếp theo nha. Để giờ buổi sáng, giờ trễ trưa nay mình thăm coi kết quả như thế nào nha các bạn. Rồi, chào các bạn nha. Sáng mình có đặt cái bẫy bìm bịp trong cái khu rừng này nè. Địa điểm trên đường này cũng vắng vẻ các bạn. Giờ đi thăm thôi. Để kẹp thì hiệu quả cao lắm nha các bạn. Cho nên là chỗ nào mà có bìm bịp thì thấy trước sau số muộn gì cũng dính à. Địa điểm này thấy cũng im quá rồi các bạn. Hồi hộp chờ đợi kết quả thế nào đây. Chỗ này mình có đặt một cái nè. Ồ, dính 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 dính. Im 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 im. Ồ, con này nó dính cái giò bạn ơi. Đó, con này dính giò. Dính giò. Ồ, của Lý nha, Lý nha. Rồi, bẫy này hiệu quả tuyệt đối nha các bạn. Quá im, quá im. Đó, giờ mình đi bắt con này ra thôi các bạn ơi. Rồi, im quá nha. Rồi, nói chung bẫy bìm bịp mà bẫy trong khu rạm thì thôi. Hết hết ý các bạn ơi. Giờ đi bắt cái bìm bịp ra thôi các bạn. Rồi vô à, mình biểu các bạn có lý nha, quá im à, địa điểm mình đặt là trong khu rừng tràm nữa các bạn. Địa điểm này còn lý tưởng lắm nha các bạn, thấy trong khu này rậm rạp nè, trong đám sậy nè, quá im luôn các bạn ơi. Rồi chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip đi săn bắt tiếp theo nha các bạn. Quá im.